Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 quy hoạch ngành được giao tại quyết định số 995 QĐ-TTg. Các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 về kết cấu hạ tầng thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương gồm quy hoạch điện 8, tức quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2050, quy hoạch tổng thể về năng lượng, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng, quy hoạch về hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt. Có thể nói, các quy hoạch chuyên ngành quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng cũng như điện lực và công nghiệp khai khoáng quốc gia, mà còn với toàn bộ nền kinh tế.